Thầy chào các em học sinh lớp 9. Chúng ta ổn định để bắt đầu vào bài học. Hôm nay ở tuần 6 tiết 11, 12 tiếp tục thực hiện bài thể dục phát triển chung phần tiếp theo. Ở phần mở đầu, các em học sinh tiếp tục đăng nhập vào đường link lớp học.hochiminh.edu.vn để các em xem bài. Tiếp tục chúng ta thực hiện bài thể dục của nam và nữ từ nhịp 36 đến 45. Đây là những cái nhịp cuối cùng của để hoàn tất cái bài thể dục. Ở phần khởi động thì cũng giống các tiết học trước, trước khi thực hiện thì các em cũng làm nóng cơ thể bằng cách xoay các khớp cổ tay, cổ chân, khuỷu tay, vân vân. Về phần cơ bản thì chúng ta sẽ hoàn tất bài thể dục từ nhịp 35 đến 45 của nam và 37 đến 45 của nữ. Đầu tiên chúng ta sẽ ôn tập từ nhịp 27 đến 35 của nam. Các em quan sát trên hình ảnh, đây là những nhịp của bài thể dục mà tuần rồi chúng ta mới vừa học. Và hôm nay chúng ta sẽ học mới từ nhịp 36 đến 45 của nam. Các em quan sát trên màn hình. Chúng ta đi vào chi tiết. Ở nhịp 36 như nhịp 28. Nhịp 37 đứng thẳng, hai tay đưa ra trước song song, cao ngang vai. Lòng bàn tay lúc này sắp, mặt hướng trước. Nhịp 38, 39 chúng ta làm nhanh một chút. Giữ thăng bằng, sắp trên chân phải, ngực ưỡng, hai tay dang ngang. Lòng bàn tay sắp, mặt hướng trước. Ở nhịp 40, mắt nhìn về hướng thẳng, đưa hai tay chết lên cao, lòng bàn tay hướng vào nhau. Nhịp 41, lúc này khuỵu gối, hạ thấp trọng tâm, hai tay đưa ra trước, xuống dưới, ra sau. Thân người hơi gập về trước, hai chân chạm đất bằng cả bàn chân. Nhịp 42, nhảy ưỡn thân, hai tay vung ra trước, lên cao, lòng bàn tay hướng vào nhau, chân và mũi chân thẳng. Nhịp 43, khi hai chân chạm đất, lúc này chúng ta chậm chân lại, trùng chân để giảm chấn động, hai tay đưa ra trước, song song, cao ngang vai, lòng bàn tay sắp, mắt nhìn trước. Nhịp 44, đứng thẳng, hai tay dang ngang, lòng bàn tay ngửa. Và nhịp 45, các em về tư thế cơ bản. Như vậy chúng ta mới vừa hoàn tất từ nhịp 35 đến 45 của nam. Bây giờ các em sẽ xem một đoạn clip. Anh đi nơi hồn tiên núi sông đợi chờ, nơi tay ta toàn dân ngóng trông từng giờ. Mang máu anh hùng ta đừng làm nhớ máu anh hùng. Trái đất tuyệt bay nêu đèn sáng thế giới soi chung. Tình yêu nhiệt đội ta đến hình thong của dân sinh dung cường đưa ta tới đại vinh của. Mau gây lấy phong trào khoe khắp nơi ta. Dân chi quân thường ta phân nhìn đời không mà anh duy tân què vì nước kiên thiết quốc gia. Như vậy chúng ta mới hoàn tất từ nhịp 36 đến 45 của nam. Bây giờ chúng ta qua ôm nhịp nữ. Đầu tiên chúng ta ôm lại từ nhịp 27 đến 36 mà tuần rồi chúng ta mới vừa học. Các em quan sát hình ảnh. Rồi chúng ta học mới từ nhịp 37 đến 45. Chúng ta đi vào chi tiết. Ở nhịp 36, thu chân trái về sát chân phải, hai tay giơ lên cao song song, lòng bàn tay hướng vào nhau, mặt nhìn phía trước. Ở nhịp 37, 38 chúng ta làm nhanh một chút, giữ thăng bằng sắp trên chân phải, ngực ưỡn, hai tay dang ngang, lòng bàn tay sắp, mặt hướng trước. Nhịp 39 như nhịp 36. Nhịp 40, khuỵu hai chân, hai tay đưa ra trước, xuống dưới, ra sau, lòng bàn tay hướng vào nhau. Thân hơi gập về trước, mắt nhìn chết phía trước. Nhịp 41, bật nhảy lên cao ưỡn thân, hai tay thẳng, vung ra trước, chết lên cao.
Lòng bàn tay lúc này hướng vào nhau, chân và mũi chân thẳng, mặt hướng lên cao. Nhịp 42, khi hai chân chạm đất, trùng chân, lúc này chân chậm lại để giảm chấn động. Nhịp 43, đứng thẳng, hai tay đưa ra trước, song song cao ngang vai, lòng bàn tay sắp, mặt hướng trước. Nhịp 44, hai tay dang ngang, lòng bàn tay ngửa. Và nhịp 45, chúng ta về tư thế cơ bản. Và cũng giống như Nam, chúng ta sẽ xem một đoạn clip. Ta toàn dân ngóng trông từng giờ, mang máu anh hùng ta đừng làm nhớ máu anh hùng. Trái đất Việt phải nêu đèn sáng thế giới soi chung. Tình yêu nhịp đôi ta đến hình thong cua, dân sinh dung cường đưa ta tới đại vinh cua. Mau gây lấy phong trào khoe khắp nơi xa gần, cho dân chi quân thường. Giống tắt các tiết học trước, sau khi thực hiện xong bài thể dục thì các em học sinh sẽ thả lỏng cơ thể để hồi tỉnh. Như vậy chúng ta đã hoàn tất từ nhịp 1 đến 45 của nam và nữ. Ở nhà các em học thuộc các nhịp của bài thể dục. Tuần sau khi lên tiết thì chúng ta sẽ hoàn thiện bài thể dục nha. Cuối cùng thì chúc các em và gia đình nhiều sức khỏe. Hy vọng là chúng ta sẽ sớm gặp lại khi đi học trực tiếp. Chào tạm biệt các em.